Tôi bị giãn mau mạch là 7-8 năm nay rồi, nhưng mà uống thuốc mãi cũng chả thấy đỡ gì cả. Mà nó bị bây giờ nó lên nó rức chân, phải đi tất, tất ghen. Trong thời gian đi tất thì ngứa, nóng lắm. Ôi dồi ôi, xỏ đôi tất thì toát mồ hôi ra, không xỏ được đôi tất. Đến chết ấy, đi tất hàng tháng rồi, cuối cùng là thôi, phải bỏ tất ra, cuối cùng là thôi, bắt buộc phải đi lên chữa thế này cho đỡ khổ. Hai cái bên đùi này bây giờ nó lên rôm thâm tím vào, hơi bị vất vả. Thì cái vấn đề giãn mau mạch này nó ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của mình nhiều không chị? Dạ em nghĩ là cái này phần lớn là tại vì nhiều người kêu em là nếu mà không đi điều trị thì nó sẽ lan ra những cái bộ phận khác trên cơ thể của mình ấy. Dạ. Thì nó cũng mất mỹ, và em cũng muốn đi điều trị để vừa có mỹ với lại vừa để sau này không có bị kiểu giãn tĩnh mạch đúng không chị? Dạ đúng rồi. Mình đến đây để chị giãn mau mạch và tản nhang. Trước đây thì mình có sử dụng một cái sản phẩm làm bào mòn hết da của mình ạ. Mình sử dụng cái sản phẩm Detox Blank đấy được tầm 1-2 tháng thì mình đã có triệu chứng là bị giãn mau mạch. Mình mới bị được 2-3 tháng rồi ạ. Cái tình trạng đấy khiến cho mình cảm giác bị mất tự tin đấy ạ. Không được tự tin như mọi khi ạ. Trước đây thì vết giãn mau mạch của mình ấy thì nó nổi nốt đỏ lên rất là rõ và mình rất là mất tự tin khi đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người, mình lúc nào cũng cảm giác rất là e ngại. Trên mặt mình có một cái người ta gọi là bị giãn mau mạch, và đến gần đây nhất thì mình thấy rằng là càng ngày cái tia mau mạch đấy nó càng nhiều lên, và khi nó dày lên như vậy thì nó sẽ làm cho da mặt mình nó không còn được đồng màu nữa và nó sẽ bị tối đi. Giãn mau mạch tĩnh mạch là bệnh lý gây ra nhiều rắc rối không chỉ về thẩm mỹ mà còn trong sinh hoạt. Cảm giác căng tức chân, tê bì nếu không được điều trị kịp thời thì gây ra vỡ mao mạch, viêm tĩnh mạch nhiều cấp độ. Bệnh nhân sử dụng nhiều phương pháp như tiêm sơ, uống thuốc, đeo vớ y khoa hoặc sử dụng laser mà hiệu quả không thấy hoặc không cao. Đứng trước thực trạng này, laser Mercury LX 2020 siêu sung dài ra đời đã khắc phục được những nhược điểm mà công nghệ cũ không làm được. Laser sung dài có khả năng làm đông co thành mạch, giúp tiêu tan giãn mau mạch nhanh chóng. Quá trình này diễn ra nhẹ nhàng và không gây tổn thương da. Phương pháp phù hợp để điều trị nhiều vùng trên cơ thể như má, mũi, chân hay đùi. Nghe đi, thẩm mỹ Ohio có điều trị cái tình trạng này. Thế tôi lên tôi làm thì một liệu trình đợt đầu tiên đã thấy nó đỡ nhiều và đỡ rức, không phải đi tất nữa. Và bây giờ là bắt đầu làm đến buổi thứ hai là đã đỡ được khoảng 70-80% rồi. Thì tôi mong là bắt đầu là cuối cùng là nếu mà xong cái đợt này là khỏi là thôi, không phải đi tất đi tung nữa, là xứng đời thôi. Sau buổi điều trị đầu tiên thì những cái mau mạch mà thấy rất là tím trước đây thì kiểu bây giờ cũng gần như là tan biến hết, đặc biệt là kiểu khi mà nhìn từ xa thì cũng không còn, khi mình gần thì cũng chỉ còn có một tí, kiểu 10-20% thôi, còn lại thì kiểu hết được, cũng đa số là hết rồi. Còn lần thứ hai đi thì ý là bên mình cũng hẹn em là kiểu 2-3 lần ấy, nhưng mà sau lần đầu tiên em cũng thấy bớt được khoảng 80-90% rồi, về kết quả cũng rất là rõ ràng và tốt hơn rất là nhiều, nên là em rất là hài lòng với dịch vụ và em cũng sẽ giới thiệu với mọi người nhiều hơn để đến đây để điều trị giãn mau mạch. Và ngày hôm nay đây, mình đã có mặt tại Ohio và mình đã sử dụng và mình đã trị giãn mau mạch của mình. Và mình cảm thấy hiện tại bây giờ là mình không còn thấy vết giãn mau mạch của mình nữa. Và mình rất tự tin và có thể ra ngoài tiếp xúc đối diện với tất cả mọi người. Và qua quá trình làm thì mình cũng thấy là không có bị đau rát. Và mình rất hài lòng với phương pháp làm tại đây. Sau khi đến đây và làm buổi đầu tiên, mình về thì mình thấy nó khác hẳn. Tức là những cái mao mạch mà nó trước đây nó dày đặc thì bây giờ nó đã gần như là không còn nữa. Nó chỉ còn những cái tia mà nó lớn và nó dài thôi. Còn những tia mà nhỏ mà dày ấy là nó đã giảm hết đi rồi, gần như không còn. Thì hôm nay là buổi thứ hai mình đến chăm sóc. Đấy là mình rất hy vọng là có lẽ chỉ cần phải quay lại đây buổi thứ ba nữa thôi là toàn bộ nó sẽ hết đi. Hôm nay là chị buổi đầu tiên thì mình thấy rất là hài lòng ạ. Mình rất là hy vọng là điều trị dứt điểm cái giãn mau mạch ở thẩm mỹ viện Ohio ạ.